Một cô gái đang tập sống tối giản và chia sẻ những mẹo DIY cho cuộc sống xanh. Và đặc biệt là Hạ rất là hậu đậu. Các bạn thấy rồi, đụng đâu là rớt đó à. Ok, và như là các bạn thấy lúc đầu đúng không, mỗi lần mà Hạ chuẩn bị quay phim thì Hạ xếp rất là nhiều thứ. Nào là máy quay, quần áo, mà đặc biệt là phải chọn những cái kiểu hoa tai á, để mình đeo vào cho cái mặt mình sáng hơn một chút và bắt hơn. Thì đó, thế mà tìm thấy một chiếc rồi thì cái chiếc còn lại mất khá là nhiều thời gian để tìm. Lý do vì sao? Bởi vì Hạ cứ dồn nó vào trong cái hộp này. Đây, cái hộp này thì chứa toàn bộ những cái hoa tai phụ kiện, những dây chuyền, những cái accessory của Hạ ở trong này. Mà chúng Hạ là não có vàng, với lại cũng kiểu hơi vội á, cho nên Hạ mới rồi sử dụng xong là tiện tay hút vào đây luôn mà không có nhớ để dọn dẹp lại. Cho nên cuối cùng là nó tập trung thà la như thế này. Và nếu mà các bạn hỏi Hạ thử có bao nhiêu đôi bông tai thì tới bây giờ Hạ không biết đâu. Bởi vì kiểu như là Hạ cứ đi mua, Hạ thấy đẹp thì Hạ lại sưu tập, cứ bỏ vào cái hộp này. Và có thể là nó lên khoảng 10, 20, 30, 40 đôi, Hạ cũng không nhớ để đếm. Hay là chút nữa xong cái video này mình sẽ đếm thử là Hạ sở hữu bao nhiêu đôi bông tai nha. Và trong tập hôm nay thì Hạ sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên chắc là tụi mình sẽ cùng nhau làm một cái giá treo DIY đi, để cho mình sắp xếp lại những cái đống lộn xộn này. Rồi sau đó vào phần thứ hai, Hạ sẽ chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của Hạ khi chọn hoa tai tùy theo cái khuôn mặt của mình. Cho nên là các bạn ơi, nhớ coi đến cuối clip nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để qua đây đi. Trời ơi. Đầu tiên thì Hạ có một cái này. Thực ra Hạ không có mua. Đây là một cái giỏ hoa, cái lẵng hoa mà bạn Hạ tặng hồi quốc tế thiếu phụ nữ. Sự nói của quốc tế thiếu gì đây? Quốc tế phụ nữ. Thì bạn Hạ tặng cho Hạ một cái lẵng hoa. Và sau khi mà sử dụng xong hoa thì tàn rồi á, Hạ vứt cái hoa đi. Nhưng mà Hạ vẫn giữ lại cái này bởi cảm thấy nó đẹp á. Và Hạ cực kỳ ấn tượng với những cái loại mà làm từ gỗ. Từ mấy cái dạng dạng gì nè, Hạ cũng không biết gọi tên sao nữa. Đó, thì Hạ luôn luôn giữ lại những cái chất liệu như thế này. Rồi, Hạ có cái này thì Hạ không phải tốn tiền mua. Nhưng những bạn mà vẫn chưa có thì Hạ nghĩ là các bạn tốt nhất là lên chợ hoa gì, Hồ Thị Kỷ. Đó là một nơi chuyên bán những vật liệu và cũng như bán hoa để cắm. Thì Hạ nghĩ là những cái loại này ở ngoài đó bán rất là nhiều. Rồi, tiếp theo là Hạ sẽ có cái miếng này. Đây là cái vải bố đợt trước Hạ mua còn dư. Và vải bố này cũng không mắc lắm, tầm khoảng 15-20 ngàn là các bạn sẽ có một miếng như thế này rồi. Rồi tiếp theo đó là một cây kéo nè. Rồi cục phấn. Nếu mà bạn nào không có phấn thì các bạn cứ sử dụng cái bút dạ của mình bình thường ha. Rồi cái cuối cùng đó chính là cái này, cái súng bắn kèo. Ok, và nói chung là cái này hả, kiểu cất hơi lâu rồi á, cho nên ở trong nó hơi bẩn. Và từ cái đợt trước nó còn cái xốp. Đó, các bạn thấy không? Cho nên bây giờ thì cái việc đầu tiên chắc là Hạ sẽ đi rửa cái này ha. Hạ sẽ đi rửa cho nó sạch sẽ xong rồi. Trong cái thời gian rửa thì cái bước tiếp theo Hạ sẽ cắm điện này vào cho nó chảy keo ra trước. Để chút xíu nữa mình rửa xong thì keo nó sẵn sàng rồi, chứ không mình phải mất công chờ. Sao cho nó sạch sẽ, cho nó khô. Còn lắm nha, bạn nào mà có máy sấy tóc á thì mình đưa vô sấy, còn không thì thôi. Chứ biết sao giờ. Và cái ý tưởng của Hạ là Hạ sẽ chừa lại cái thanh tròn này để mình mắc dây chuyền. Còn Hạ sẽ dán ở đây, nơi cái khung này đây. Để chút xíu nữa thì mình sẽ mắc mấy cái hoa tai ở đây á. Rồi bây giờ cái việc đầu tiên quan trọng nhất thì chắc là Hạ sẽ đo cái rập này quá. Hạ sẽ dùng phấn để Hạ đánh dấu lại. Rồi sau đó Hạ cắt và Hạ sẽ dùng súng bắn keo Hạ dán lại. Ok, mình làm quá. We'll be right back.
bây giờ Hà sẽ cùng các bạn đi gắn mấy cái bài tay đây. Và chút xíu nữa mình sẽ đếm số lượng được bao nhiêu nha. Ok, bây giờ đổ ra đây. Nhiều quá, trời ơi, kinh khủng khiếp. Nó cứ lộn xộn hàng kia mà kiếm rất là khó. Đã kiếm một chiếc thì phải ngồi lục mãi mới ra chiếc còn lại. Ok, bây giờ công việc của Hạ cùng với các bạn là chúng ta sẽ treo những cái món này lên trên cái giá của chúng ta. Nhưng mà có một điều đầu tiên Hạ thấy là chắc mình phải kiếm tụi nó lại cùng với một đôi. Rồi sau đó mình sẽ phân loại những cái nào nhỏ mình sẽ để qua một bên ha. Rồi cái nào lớn thì mình sẽ để một bên. Rồi sau đó mình sẽ dễ hơn khi mà mình treo lên. Trời ơi, lộn xộn quá à. Bắt đầu thôi. Đếm thử là Hạ có bao nhiêu đôi nha. Ok, bây giờ mình đếm từ ở phía dưới, mình đếm lên đi. 1, 2, 3 đôi chính là gia tài của Hạ. 63. Bây giờ tổng số Hạ có 63 đôi hoa tai. Và số lượng hoa tai hơn 60 đôi như thế này thì bây giờ các bạn hỏi Hạ là Hạ mua hoa tai ở đâu thì chắc Hạ cũng không biết đâu. Bởi vì kiểu Hạ mua mỗi cái một nơi. Ví dụ như Hạ đi chợ Hello Weekend Hạ thấy đẹp và cũng mua này. Hay là Hạ đi những cái shop nào mà kiểu bán luôn cả phụ kiện thì Hạ cũng mua. Hay là đi những cái chuyến du lịch của Hạ, Hạ đi qua Thái thì Hạ cũng mua rất là nhiều. Còn những cái đôi này thì kiểu nó tròn như thế này thì Hạ không có gài lên cái bảng này được. Thì Hạ sẽ quay nó đằng sau này. Các bạn nhớ không, đằng sau mình có thêm một cái giỏ đây nè. Thì Hạ sẽ cho tụi nó vào đây luôn. Và các bạn thấy tiện không? Hạ trừ lại là để Hạ gài cái dây chuyền á. Ok, vậy thì phần DIY đã xong. Bây giờ thì Hạ sẽ chia sẻ những cái tip cũng như là những cái kinh nghiệm riêng của bản thân Hạ khi lựa chọn bông tai, làm sao cho phù hợp với bản thân của mỗi người nhé. Thực sự thì hoa tai nó không đơn giản là một món đồ trang sức làm đẹp hơn, làm nổi bật cái khuôn mặt mình hơn, mà nó còn là một cái công cụ gọi sao ta, che đi khuyết điểm của mình khá là nhiều nếu như mình biết chọn. Đầu tiên thì chúng ta hãy high five chúc mừng nhau nếu như bạn sở hữu một cái gương mặt trái xoan hay còn gọi là gương mặt oval đó mọi người. Thì cái gương mặt này may mắn phù hợp với tất cả các loại hoa tai trên thế giới này luôn. Hoa tai bản to, bản nhỏ, dài, rồi hoa tai chùm, hoặc là thậm chí là một cái bông hoa nhỏ chút xíu thôi, hay một cái bông đinh nhỏ trên tai thôi cũng rất là dễ thương rồi. Và bản thân của Hạ may mắn là người sở hữu cái gương mặt hơi oval và nó pha một chút góc cạnh nhưng mà cũng không nhiều lắm. Cho nên đó là lý do tại sao Hạ tự tin mua nhiều bông tai đến thế, mặc dù có rất là nhiều loại Hạ vẫn chưa sử dụng. Và gương mặt thứ hai đó là trái tim, hay còn gọi là gương mặt hình
tam giác ngược, có nghĩa là ở trên đây họ sẽ to và cái phần này nó sẽ nhỏ xuống và họ có cầm tê lai. Thì những cái gương mặt này để mà cho tổng thể hài hòa thì Hằng nghĩ là các bạn nên chọn những cái hoa tai kiểu kiểu như vậy nè. Nó sẽ có cái phần to bản hơn ở dưới thì để cho cái phần thiếu, cái phần hụt của cái hình trái tim này nó sẽ đầy đặn hơn. Đó, có rất là nhiều loại hoa tai mà phù hợp với loại trái xoan, hình trái tim ngược, hình tam giác ngược, như là những cái mảnh đâu đây, những cái loại này này cũng rất là phù hợp. Đó, nó sẽ làm cho mình đầy hơn ở cái phía dưới, ở phía dưới đây lại, đúng không mọi người? Đó rồi, và khuôn mặt thứ ba thì Hà sẽ đọc một câu thơ nhé. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Mặt chữ điền chính là gương mặt thứ ba Hà cũng nói đến, hay còn gọi là gương mặt vuông. Thì gương mặt vuông họ có cái xương gò má và cả cái xương hàm này nó khá là rộng. Vậy thì Hà nghĩ là đối với cái mặt như thế này thì mọi người nên chọn một cái gì đó nó đối lập lại để nó tạo nên sự đại đặn. Thì những cái này thì Hà nghĩ là mọi người nên chọn những cái vòng tròn như thế này nè. Vòng tròn hơi uốn lượn một chút xíu để cho cái gương mặt của mình nó sao ta, nó mềm hơn, đúng không? Tại vì gương mặt vuông thì nó hơi cứng một chút, hơi nam tính một chút, thì Hà nghĩ là chọn những cái gì đó nó uốn lượn hoặc là nó tròn mà nhỏ thôi, đừng làm to quá thì trông nó sẽ lố hơn. Và đối với những bạn mặt chữ điền và mặt vuông thì cái tránh đầu tiên đó là chọn những cái hình hơi to bản và kiểu hình giọt nước như thế này. Thế mà cái giọt nước càng to càng dài bao nhiêu thì nó sẽ lộ cái khuyết điểm nhiều bấy nhiêu, làm cho khuôn mặt của bạn trông nó to hơn và kiểu nó dài ra thêm nữa, cho nên tuyệt đối các bạn lưu ý là tránh những hình giọt nước nhé. Và thứ tư đó là khuôn mặt tròn phúc hậu. Đối với những bạn mà tròn thì mình nhìn vô là mình biết liền là họ không có góc cạnh hai bên này, và cái càng của họ là tròn luôn, nó không có được V-line hoặc là U-line. Thành thử ra là Hà nghĩ là các bạn nên chọn nó hài hòa hơn bằng cách là hãy chọn những cái hoa tai nó có góc cạnh một chút xíu, như hình tam giác nè, hình vuông nè, hoặc là hình chữ nhật. Thì đây Hà có những cái loại mà Hà muốn gửi cho các bạn là những cái mẫu lúc lắc như thế này nè. Đó, lúc lắc và hình tam giác. Tùy theo nhé, khuôn mặt của bạn tròn nhưng mà tròn nhỏ thôi, tròn theo cái vóc người của bạn thì bạn chọn cái bản nhỏ. Nếu mà cái khuôn mặt mình quá to thì mình chọn những cái vòng cái khuyên tai nó to hơn chút xíu nữa thì để cho nó hài hòa ở khuôn mặt đó. Và đặc biệt đối với những bạn tròn đừng có sử dụng những cái loại hoa tai như thế này. Đây là một ví dụ nè. Đó, bạn đừng có chọn những cái loại mảnh và dài như thế này thì nó sẽ làm cái khuyết điểm của bạn trông rõ hơn. Cho nên các bạn đừng nên chọn những cái loại vừa dài vừa mảnh như thế này nhé. Càng dài càng mảnh thì cái khuyết điểm của mình càng lộ ra nhiều hơn. Và cái khuôn mặt cuối cùng Hà muốn nói đến đó là khuôn mặt dài, hay còn gọi là khuôn hình chữ nhật, có nghĩa là cái phần ở đây nó cái tỷ lệ nó sẽ dài hơn so với người bình thường và nó ốm hơn. Vì vậy mà Hà khuyên các bạn nên chọn những loại hoa tai to bản, càng to chừng nào càng tốt chừng đấy, để làm cho khuôn mặt mình trở nên đầy đặn hơn. Ví dụ những loại hoa tròn như thế nào. Đó, hoa tai tròn rất là to như thế này, hoặc là hình giọt nước cũng ok. Đó, các bạn nên chọn từ trung bình đến lớn, các bạn nên chọn những cái mẫu hơi nhỏ nhỏ nhé. Hơi nhỏ nhỏ sẽ làm cho khuôn mặt mình không, nó ốm quá thì trông nó không được đầy đặn lắm. Và ngoài cái tip chọn hoa tai theo gương mặt ra thì Hà có một cái tip chọn hoa tai đó là theo kiểu tóc. Ví dụ bạn để tóc mà kiểu hay búi lên như thế này để đi tiệc đi tùng á, thì Hà nghĩ là những đôi hoa tai phải hiện đại một chút xíu, lấp lánh long lanh sẽ làm cho bạn trông nổi bật hơn. Còn những bạn nào mà cắt tóc tém thì Hà nghĩ là các bạn nên chọn những cái loại hoa tai nhỏ hoặc là vừa trung bình đủ để sử dụng trên cái mặt của bạn thôi, chứ đừng có chọn những cái loại quá to thì lúc đó tập trung cái ánh mắt của người đối diện vào mình quá là nhiều, làm cho những cái khuyết điểm trên khuôn mặt của mình sẽ lộ ra. Và tiếp theo nữa đó là những bạn nào mà tóc sao ta, tóc ngắn như Hà đi. Tóc ngắn của Hà cũng là một cái cách rất là dễ để chọn hoa tai, bởi vì hầu như là tóc ngắn phù hợp với hầu hết những cái loại hoa tai rồi. Và một cái nguyên tắc quan trọng các bạn cần chú ý khi chọn hoa tai đó là sự đối lập. Có nghĩa ví dụ như tóc bạn thẳng thì bạn nên chọn những loại hoa tai hơi uốn lượn một chút xíu, hơi mềm mại một chút xíu. Ví dụ như là những cái hoa tai kiểu kiểu vậy đó, nó hơi tròn, hơi uốn lượn. Còn nếu như mà bạn là cái tóc nó kiểu tóc xoăn, tóc gợn sóng thì mình nên chọn những cái kiểu nó hơi thẳng thớm hơn một chút và nó tạo cho mình cái cảm giác là nhẹ nhàng hơn. Đó, những cái loại dài. Rốt. Còn khi bạn đã thả tóc dài rồi thì Hà nghĩ là bạn nên chọn những cái gì nó nhỏ xíu thôi, như một cái bông đinh hoặc là một cái hạt ngọc ở trên tai thôi là cũng đủ xinh lắm rồi. Vậy là toàn bộ trời.
sếp đổ rớt hết rồi, gia tài của họ có bao nhiêu đó thôi, không làm gì, không đụng tới nó nữa. Ok, à, đây chính là toàn bộ bí kíp mà Hà đã chia sẻ với các bạn. Mong các bạn có thể tìm ra được một cái đôi hoa tai phù hợp với bản thân của mình, cũng như là che đi nhiều khuyết điểm trên gương mặt và tôn lên những ưu điểm dễ thương khả ái của các bạn. Chà, Hà mới vừa có một ý nghĩ khá là điên rồ, hay là bữa nào Hà kẹt tiền quá thì Hà sẽ mang cái giỏ này ra phố đi bộ Nguyễn Huệ Hà bán. Chắc 10.000 đôi, à, hơi mắc ha, tại Hà cũng xài rồi, 5.000 đôi đi. À, hay là bây giờ mình bán 10.000 mua một tặng một, đúng rồi. Chắc là sẽ có nhiều bạn thích lắm. Hà hy vọng lúc đó Hà không bị ế, bởi vì Hà không có duyên buôn bán đâu, Hà bán cái gì cũng ế hết đó. Ok, trời, nhưng mà không được, gia tài của mình mà sao mình bán được, không được không được không được, không bán nữa nha, đổi ý rồi. Và các bạn nhớ nhé, khi con gái của tụi mình muốn xinh đẹp trước hết phải tự tin vào bản thân của mình, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn cười vui, luôn luôn rạng rỡ thì tự nhiên mọi cái may mắn nó sẽ tự tìm đến thôi. Và Hà hy vọng là các bạn enjoy với clip ngày hôm nay, nhấn like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông bé bé xinh xinh để chúng ta gặp lại nhau trong những video thú vị hơn. Mình là Hà Sumi, một cô gái đang tập sống tối giản và chia sẻ những mẹo DIY qua cho cuộc sống xanh. Nhớ kết nối với mình qua Instagram, Facebook và Hà nói hơi nhanh đúng không? Vậy thì nếu mà các bạn thích cái lối nói hơi nhanh của Hà như thế này thì các bạn nhớ là nhấn nút subscribe nha. Bye 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 bye.